Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc đe dọa Việt Nam trả giá đắt nếu dám kiện Biển Đông. Một tàu hải cảnh của Trung Quốc đâm và suýt làm chìm một tàu cá Việt Nam vào hôm 10 tháng 6 năm 2020 trong vùng quần đảo Hoàng Sa có tranh chấp dẫn đến phản hồi từ nghề cá của Việt Nam. Hiệp hội này đã đưa ra thông báo của mình như vậy. Chỉ 2 ngày sau sự việc, Viện trưởng một viện nghiên cứu của Trung Quốc về Biển Đông viết cho một dự án nghiên cứu thuộc Đại học Bắc Kinh rằng sẽ có những hậu quả nếu Việt Nam dẫn tới trong việc kiện về Biển Đông tại tòa trọng tài quốc tế. Đây là hình ảnh lần trước mới đây, ba tàu hải giám Trung Quốc vây đuổi và cuối cùng đã đâm chìm tàu cá Việt Nam tại khu vực Hoàng Sa vào khoảng 3 giờ sáng ngày 2 tháng 4 năm 2020. Sự việc đã được phía Việt Nam và cả Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Mỹ lên án mạnh mẽ. Các báo Việt Nam hôm 14 tháng 6 dẫn lời Bộ Ngoại giao tại Hà Nội cho hay một tàu sắt và một cano Trung Quốc đâm và va vào một tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam vào ngày 10 tháng 6 ở gần đảo Linh Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa. Tàu cá Việt Nam có nguy cơ bị chìm và 16 thuyền viên của tàu đã bị rơi xuống biển vì các cú đâm từ tàu Trung Quốc. Theo tường thuật của báo Việt Nam Express Tuổi Trẻ, Sức Khỏe và Đời Sống. Riêng báo Sức Khỏe và Đời Sống nêu cụ thể như sau. Lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã đâm húc, cướp phá tài sản tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, gây thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Báo Việt Nam Express và Tuổi Trẻ cho biết rằng, ngay trong cùng ngày xảy ra sự việc, hai đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam là Cục Lãnh sự và Đại sứ quán ở Bắc Kinh đã trao đổi với phía Trung Quốc, khẳng định chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa và yêu cầu phía Trung Quốc điều tra, xác minh thông tin sự việc và thông báo kết quả cho Việt Nam để tiếp tục phối hợp giải quyết. Tin tức của báo Việt Nam Express và Tuổi Trẻ không cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam có đưa ra lời lên án hay phản đối Trung Quốc về vụ việc này hay không. Và hai cơ quan báo chí này tường thuật rằng Bộ Ngoại giao đã đề nghị các cơ quan chức năng Việt Nam sớm có các biện pháp giao thiệp cần thiết với phía Trung Quốc nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân. Vào ngày 12 tháng 6, tàu cá bị nạn đã về đến Quảng Ngãi, vẫn theo tin của Việt Nam Express và báo Tuổi Trẻ. Trong khi đó, tin của báo Sức Khỏe và Đời Sống nói hôm 13 tháng 6 rằng Hội nghề cá Việt Nam lên án và phản đối hành động vô nhân đạo nêu trên của phía Trung Quốc. Đây là hình ảnh vào ngày 13 tháng 6 năm 2020, các ngư dân thuộc tàu cá Quảng Ngãi QN96416 may mắn thoát chết trở về đất liền, trình báo sự việc bị tàu cá Trung Quốc đâm hỏng. Hội này cũng đề nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam phản đối kịch liệt phía Trung Quốc để chấm dứt ngay những hành động cản trở tấn công như kể trên tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, đồng thời yêu cầu Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam. Cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền về Hoàng Sa, song trên thực tế Trung Quốc giành quyền kiểm soát hầu hết quần đảo này từ tay của Việt Nam Cộng Hòa kể từ năm 1974. Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay không nắm giữ thực thể nào ở đó. Hai ngày sau vụ tàu cá Việt Nam bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm, một học giả Trung Quốc đưa ra nhận định vào hôm 12 tháng 6 năm 2020 rằng Việt Nam có thể nhận một số hậu quả nếu kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế ở Biển Đông. Cũng theo tìm hiểu của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải Quốc gia của Trung Quốc, nêu ra ý kiến trong bài viết trong chương trình Sáng kiến tìm hiểu tình hình chiến lược Nam Hải, tức là Biển Đông, thuộc Viện Nghiên cứu Hải Dương học của Đại học Bắc Kinh. Việt Nam có động lực nào để khởi kiện hay không? Câu hỏi cũng được đặt ra. Và trong bài viết bằng tiếng Anh có nhan đề liệu Việt Nam có suy nghĩ kỹ trước khi nộp đơn kiện về Nam Hải, tức là Biển Đông hay không? Vị viện trưởng họ Ngô đặt giả thiết rằng nếu Việt Nam khởi kiện, Việt Nam sẽ làm giống như Philippines. Hồi tháng 7 năm 2016, sau khi xem xét đơn kiện của Manila chống lại tuyên bố chủ quyền Trung Quốc đối với Biển Đông, một tòa trọng tài quốc tế đã ra phán quyết phủ nhận bản đồ chín đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông. Mặc dù phán quyết của tòa trọng tài không có cơ chế thực thi nào đi kèm, song nhiều chuyên gia, pháp lý, quốc tế và Việt Nam vẫn xem đó là một thắng lợi lịch sử, không chỉ đối với nguyên đơn là Philippines mà cho cả các nước khác có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông, bao gồm cả Việt Nam. Đây là hình ảnh vào ngày 13 tháng 7 năm 2016, tòa trọng tài tuyên bố phán quyết rằng không có cơ sở pháp lý nào để Trung Quốc tuyên bố quyền lịch sử đối với nguồn tài nguyên bên trong các khu vực biển nằm trong vùng đường chín đoạn, theo đơn kiện của Philippines đối với Trung Quốc. Tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn, vị viện trưởng của Trung Quốc cho rằng có thể có bốn lý do mà Việt Nam toan tính để tiến tới khởi kiện Trung Quốc.
Lý do thứ nhất, theo ông Ngô, là Việt Nam có lẽ muốn biến các việc chiếm giữ các đảo và rạn san hô ở Trường Sa thành việc có tính vĩnh viễn và như vậy sẽ làm suy yếu chủ quyền lãnh thổ và yêu sách về các quyền hàng hải của Trung Quốc. Thứ hai, Việt Nam tin rằng việc phân xử qua tòa trọng tài như vậy sẽ tạo cơ sở cho việc chống lại các hành động của Trung Quốc cũng như tạo cơ sở cho cộng đồng quốc tế trợ giúp Việt Nam, Viện trưởng Ngô Sĩ Tồn đã viết như vậy. Lý do thứ ba là Việt Nam có thể cố làm xấu đi hình ảnh Trung Quốc, làm cho nước này bị xem là bắt nạt những nước yếu hơn mà không tôn trọng luật pháp quốc tế, nhằm đưa Trung Quốc vào thế bất lợi. Theo học giả họ Ngô, tính toán này của Việt Nam cũng phù hợp với cách tiếp cận chiến lược của Hoa Kỳ trong việc kiềm chế Trung Quốc. Và cuối cùng, có khả năng là Việt Nam hy vọng kết quả tiềm tàng từ phân xử của tòa trọng tài sẽ trì hoãn các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông COC, mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam tối đa hóa lợi ích của mình trong khu vực. Tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn đã viết. Tuy nhiên, học giả Trung Quốc này cho rằng nếu Việt Nam dẫn tới khởi kiện Trung Quốc, đó sẽ là việc làm không khôn ngoan và Việt Nam sẽ phải trả giá. Trung Quốc sẽ cứng rắn ở Trường Sa, bãi tư chính. Và nếu Việt Nam liều lĩnh dám nộp đơn kiện ra tòa trọng tài, tôi tin rằng Trung Quốc sẽ không ngồi yên, Viện trưởng Ngô viết tiếp như vậy. Và tiếp đến, học giả này đã liệt kê ra những động thái đáp trả mà Trung Quốc có thể tiến hành. Trong đó, hàng đầu là Trung Quốc có thể công bố đường cơ sở thể hiện lãnh hải của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa mà họ gọi là Nam Sa. Đây là hình ảnh đường chín đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền chiếm trọn Biển Đông, nhưng không được quốc gia nào công nhận. Tiếp theo, thứ hai, Trung Quốc có thể hành động cứng rắn hơn và trấn áp mạnh hơn đối với việc ngư dân Việt Nam đánh bắt cá mà Bắc Kinh gọi là bất hợp pháp tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đặt tên là Tây Sa, vẫn theo lời Viện trưởng Ngô Sĩ Tồn. Ngoài vụ đâm tàu mới nhất xảy ra vào hôm 10 tháng 6 năm 2020, nêu ở phần đầu bản tin, Trung Quốc đã nhiều lần đâm chìm hoặc bắt giữ phạt tiền các tàu cá của Việt Nam ở vùng biển này trong các năm gần đây. Một biện pháp đáp trả nữa từ phía Bắc Kinh nếu Hà Nội khởi kiện. Theo tiến sĩ, Trung Quốc là đất nước 1,4 tỷ dân, có thể kìm hãm và chặn đứng quá trình quân sự hóa của Việt Nam trên các đảo và các rạn san hô nằm trong tay của Việt Nam. Viện trưởng Ngô Sĩ Tồn phác họa về một số hành động mang tính chiến thuật như chặn đường và xua đuổi tàu Việt Nam đi vào vùng biển không được phép, làm đứt nguồn cung cấp hậu cần cho binh sĩ Việt Nam đồn trú trên các đảo và rạn san hô. Và các biện pháp quản lý và kiểm soát hơn thế nữa sẽ được thực hiện nếu cần thiết, tiến sĩ Ngô cảnh báo. Cuối cùng, vị viện trưởng của Trung Quốc nói nước của ông ta có thể khởi sự thăm dò dầu khí trong bãi tư chính. Nếu Việt Nam nộp đơn kiện, Trung Quốc có thể nhân cơ hội này đi trực tiếp vào bãi tư chính mà không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào để khởi động việc thăm dò dầu khí. Đây sẽ là một bước đột phá đối với Trung Quốc, là hoạt động thăm dò dầu khí đầu tiên ở khu vực Nam Sa, tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn viết tiếp. Và kết luận bài viết, học giả Ngô khẳng định, nếu chọn con đường kiện tụng, Việt Nam sẽ chứng kiến quan hệ Việt-Trung bị thụt lùi và trả giá đắt cho những biện pháp đáp trả từ phía Trung Quốc. Việt Nam nên nghĩ kỹ trước khi nộp đơn kiện, Viện trưởng Ngô Sĩ Tồn nhấn mạnh như vậy. Và tham khảo với các giới chức nghiên cứu Đài Tiếng nói Hoa Kỳ được biết rằng, ở đất nước Trung Quốc dưới quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản, quan điểm của một viện trưởng như ông Ngô Sĩ Tồn không thể có sự khác biệt với quan điểm của Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Và chỉ 3 ngày sau khi vị viện trưởng của Trung Quốc nêu ra quan điểm chứa đựng những ý tứ đe dọa, đến thời điểm bài báo của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ được đăng, phía Việt Nam vẫn chưa có phản ứng chính thức nào. Đây là hình ảnh hành trình của tàu Trung Quốc Tianqi 20 vào ngày 28 tháng 5 năm 2020 đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để lắp đặt cáp ngầm. Con tàu này hiện đã cơ bản hoàn tất việc lắp đặt các ngầm cho các cụm đảo phía đông bắc của quần đảo Hoàng Sa và đang tiến hành lắp cáp cụm phía đảo Tây Sa phía Tây. Liên quan đến việc tàu Trung Quốc truy đuổi đâm hỏng tàu ngư dân Việt Nam ở Hoàng Sa, Việt Nam đã trao đổi với Trung Quốc yêu cầu điều tra, đồng thời khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Vào sáng ngày 13 tháng 6, trả lời báo Tuổi Trẻ online về thông tin tàu Trung Quốc va chạm dẫn đến sự cố tàu QN96416 khi tàu Quảng Ngãi đang đánh bắt cá tại khu vực thuộc Lincoln thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết như sau. Về việc này, ngay trong ngày 10 tháng 6, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh đã trao đổi với phía Trung Quốc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và yêu cầu phía Trung Quốc điều tra xác minh thông tin vụ việc và thông báo kết quả cho các cơ quan chức năng của Việt Nam để tiếp tục phối hợp giải quyết. Cũng theo người phát ngôn,
Sau khi khắc phục sự cố vào chiều ngày 12 tháng 6, tàu cá QN96416 và toàn bộ ngư dân trên tàu đã được đưa tới cửa Sa Kỳ, Quảng Ngãi an toàn. Các ngư dân hiện đang cách ly tại Trung tâm Y tế Bình Sơn, Quảng Ngãi theo quy định phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán. Và Bộ Ngoại giao đã đề nghị các cơ quan chức năng Việt Nam khẩn trương tiếp xúc với các ngư dân lấy thông tin, phối hợp điều tra, xác minh làm rõ sự việc, sớm có các biện pháp giao thiệp cần thiết với phía Trung Quốc nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của ngư dân. Bà Hằng đã nói như vậy. Và bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, ông Ngô Xuân Lịch vừa lên tiếng cảnh báo về những diễn biến phức tạp trên Biển Đông và yêu cầu quân đội đề cao cảnh giác để sẵn sàng chiến đấu giữa lúc xung đột giữa Hà Nội và Bắc Kinh trên vùng biển đầy tranh chấp này tăng cao trong những tháng gần đây. Và cụ thể, tại hội nghị giao ban vào tháng 5 năm 2020 của Bộ Quốc phòng tổ chức tại Hà Nội hôm 1 tháng 6, Bộ trưởng Lịch được Đài VTV và Quân đội Nhân dân Việt Nam trích lời nói rằng trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã báo cáo với Bộ Chính trị để kiến nghị đối sách của ta trong tình hình hiện nay. Đây là hình ảnh Đại tướng Việt Nam ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam không chỉ rõ những diễn biến phức tạp trên Biển Đông là gì, nhưng trong hơn 2 tháng qua, Trung Quốc đã tiến hành nhiều hoạt động đã khiến Việt Nam lo ngại và làm sự xung đột giữa Hà Nội và Bắc Kinh tăng cao. Các hoạt động này gồm các đâm chìm tàu cá Việt Nam, công bố tên tiêu chuẩn cho hàng chục đảo đá và thực thể địa lý trên Biển Đông sau khi tuyên bố thành lập quận Tây Sa và quận đảo Nam Sa, và gần đây nhất là trồng và thu hoạch rau ở Hoàng Sa. Và Việt Nam đã lên tiếng cũng như trao công hàm phản đối các hành động mà Hà Nội cho là vi phạm chủ quyền Việt Nam và luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo các đơn vị đề cao cảnh giác, cách mạng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Bộ trưởng Lịch nói tại hội nghị hôm 1 tháng 6, và yêu cầu các đơn vị quán triệt sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và thực hiện điều chỉnh bổ sung một số kế hoạch, mệnh lệnh, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu. Và vị đại tướng đứng đầu Bộ Quốc phòng lại của Việt Nam này cũng yêu cầu quân đội Việt Nam đảm bảo trong bất luận hoàn cảnh nào cũng không thể bị để bị động bất ngờ và sẵn sàng về phương án để đảm bảo đấu tranh thắng lợi, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ. Lời cảnh báo của Bộ trưởng Lịch được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ và cộng đồng quốc tế cáo buộc đang thực hiện nhiều hoạt động để tăng cường sự hiện diện của họ trên vùng biển có nhiều tranh chấp, trong lúc Việt Nam và các quốc gia có tuyên bố chủ quyền đang phải hết sức bận rộn đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán bắt đầu từ Trung Quốc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 6 năm 2020 với bản tin Trung Quốc đe dọa, Việt Nam sẽ trả giá đắt nếu dám kiện về Biển Đông. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.